này đi mấy phút thôi chứ người. Phút rồi. Cái dưới là trồng cái cây này, hay là cây rừng ở dưới nó có cây rừng. Đây là cái Tây Ninh này nó rất là đỉnh, nó bằng không nữa, nhưng mà tự nhiên là có núi chưa. Tiêm tiêm là. Làm giàu cho Tây Ninh. Nói chung là mỗi một tỉnh đi bao một du lịch. Chúng đi xe bị ống béo đó. Cái này mà cúp điện này sao nhỉ? Ui ôi, nó trèo luôn. Sợ đấy. Nó có cái đường xuống kia kìa. Nhiều đường mà. Nhiều đường cái đấy là cái vé 300 là đi một đường. Chị bác chào con dâu, con dâu đang xem. Cô Nga đang xem. Cô Nga đang xem mẹ lên đỉnh. Mẹ đến đỉnh đồi rồi nha Cô Nga. Mỗi lần đi qua cái chị đưa cho em thấy là đang lên chùa thôi. Là 8 phút, từ dưới đây lên 8 phút. 8 phút cơ à? Đây đi qua cái đò kia nó sóc này. Ô mát nhỉ. Ô. Cái lần em đi lần đầu em sợ lắm. Bão không có thì à, bão sao không mát. Để Phú Quốc với lâu rồi. Cái này lên chùa đây mình phải đi lên một lần nữa. Ủa nó cũng xong nhở, đó nó cũng xong giống như đó, nó xong nhở. Xong. Giảm xong. Giảm xong. Cho mình dừng xuống, mình xuống. Không phải lên cái chỗ lên dập trần như này. Ở đó thì bay nha. Lên chỗ này đó. Ở đó là nó lại xuống. Giờ mình xuống như này. Ờ, tí chỉ chụp cho mẹ. Hôm nay chị chùa trong đây là mới lại bắt con lừa cắp treo từ đây lên luôn. Chị bắt hôm nay mặc đồ đẹp chưa này, con dâu xem này. Ôi sợ quá. Em xin chào ạ. Rồi em vừa nghe chị có bài giúp con luôn. Nào có đâu chút cần bố luôn. Không có anh nào có đâu chút cần bố thì con ạ. Rồi mất cái đầu hàng tụi tôi ngồi bà. Em xin chào ạ. Rồi cháu đâu chút cần bố thì đây luôn. Rồi chị chị xin chào cháu đã bảo rồi. Ôi, chóng mặt quá. Lại quay xuống đó. Giờ là mình lại chuyển cáp khác à? Cháu cho mẹ đi núi Bà Đen thôi. Cháu chào cô Chín nha. Cháu cho mẹ cháu đi đi chùa. Đi leo núi đấy, chị Bắc đấy, chị Bắc ăn đi hận hái. Ok. Bà Chín với bà Xoa đang xem. Xem chị Bắc này đấy. Đồng quá trời trời, đồng cái áo ngồi đâu mà nó cuộn này một đống vậy. Đông lắm nào.
này mà cho Mai đi chắc chịu nổi lắm. Mới sáng sớm là nóng được rồi. Mẹ con đang theo dõi à? Ờ, mẹ con đang xem, đang một chụp hình đẹp cho mình. Đi Mai xong đi được. Đi cái này cứ mà chen chúc. Đông rồi chị, đông lắm em. Đông lắm. Đông khiếp luôn á. Mà tí chăm nhà nó mà chăm một tóc của đầu nha. Đông quá. À đấy, con đánh cho. Mình đi tới đâu rồi không biết nữa. Trời đất ơi, cao. Anh có bị mỏi không? Xách đồ có mỏi không? Xách đồ đâu, Hòa đâu cho anh thích đỡ. Nhà này mà lên đã tôi làm giới thiệu qua nhà cao Hòa đầu bên kia chùa bà luôn ạ. Đi qua bên này chùa bà đi. Thôi đi đi thôi, đi dần đi thôi, chưa chưa. Chưa nghĩ thì Hòa đâu nhỉ? Ôi khỉ trên núi nhiều chưa này. Đi bộ lên trên cùng. Bộ? Lên trên đèn. Nhiều đèn lắm hả? Đèn. Cái cà phê này tính là uống cà phê. Ờ, mình đi chùa bà, bạn ơi. Chùa Bà Đen, núi Bà Đen. Đúng rồi Vân, núi Bà Đen ở Tây Ninh đó. Giống Vân nó bảo là giống ấy, giống núi Bà Đen. Thì đang đi núi Bà Đen. Thật. Vân. Thôi Hà Hà. Dạ đồng. Thôi đi đây này. Nóng quá đi, thường đông người quá.
Chết 11, 12 giờ chịu không nổi. Đi để đây. Ôi giời, nóng quá. Nếu bà con phát hiện những người móc túi chịu nhọc, báo ngay cho đội công an bảo vệ chùa bà. Xuống lại đi để thắp nhang đó hả? Tạm biệt mọi người nhá. Để xuống lại để thắp nhang. Không có tiền nên có tiền để mua gì sách ai. Có tiền thôi. Một người đi bỏ không được, không có ra đông này nhang cả nó cháy áo đi đấy. Kết thúc.